Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về tầm quan trọng của các chương trình an toàn lao động và cách chúng giúp người lao động cảm nhận sự quan tâm và chăm sóc từ phía doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phần 1 ý nghĩa của an toàn lao động. An toàn lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý của mỗi doanh nghiệp, mà còn là lời cam kết với người lao động. Mỗi năm, hàng ngàn vụ tai nạn lao động xảy ra, gây thiệt hại không chỉ cho sức khỏe của người lao động mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất và danh tiếng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các chương trình an toàn lao động trở thành một phần quan trọng trong việc thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với nhân viên. Phần 2. Cách các chương trình an toàn lao động thể hiện sự quan tâm. Các doanh nghiệp thông minh đã đưa ra các chương trình an toàn lao động để bảo vệ người lao động khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn. Buổi đào tạo an toàn ban đầu và định kỳ không chỉ giúp nhân viên nắm vững quy tắc an toàn mà còn giúp họ cảm nhận rằng mình được đặt lên hàng đầu. Việc cung cấp thiết bị bảo hộ phù hợp và kiểm tra định kỳ cũng thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của người lao động. Phần 3. Lợi ích từ sự quan tâm và chăm sóc. Sự quan tâm và chăm sóc đối với an toàn lao động không chỉ giúp người lao động làm việc một cách tự tin và hiệu quả hơn, mà còn tạo dựng môi trường làm việc tích cực và thân thiện. Điều này có thể dẫn đến sự tăng trưởng trong năng suất, giảm thiểu thời gian nghỉ việc do tai nạn và tạo dựng mối quan hệ tốt hơn giữa người lao động và quản lý. Tổng kết lại, việc tạo ra môi trường làm việc an toàn và quan tâm là một phần quan trọng của việc xây dựng một doanh nghiệp thành công và bền vững. Chương trình an toàn lao động không chỉ là về việc tuân thủ quy định pháp luật, mà còn thể hiện tinh thần quan tâm và tôn trọng từ doanh nghiệp đối với nhân viên. Thách thức tiếp theo là duy trì và liên tục cải thiện chương trình này để tạo ra một môi trường làm việc thực sự an toàn và chăm sóc. Chúng ta hy vọng rằng video này đã giúp quý vị thấu hiểu tầm quan trọng của các chương trình an toàn lao động và cách chúng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với người lao động. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé.